kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết từ tháng 12 năm 2019, một chủng virus corona mới gây viêm phổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã được xác định và có nguy cơ lan rộng. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin có liên quan tới căn bệnh này, hy vọng có thể giúp quý vị chủ động phòng ngừa. Trung Quốc xác nhận ca thứ hai tử vong vì bệnh viêm phổi cấp. Giới chức y tế Vũ Hán Trung Quốc vừa xác nhận trường hợp thứ hai tử vong vì bệnh viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona mới. Kênh truyền hình NHK Nhật Bản, BBC Anh và nhiều hãng tin khác đồng loạt xác nhận thông tin từ giới chức y tế Vũ Hán. Bệnh nhân thứ hai đã qua đời cách đây ít ngày vì bệnh viêm phổi cấp. Bệnh nhân được xác định là một người đàn ông 69 tuổi, người này có các triệu chứng nhiễm bệnh từ ngày 31 tháng 12, tình trạng bệnh của bệnh nhân bắt đầu chuyển xấu 4 ngày sau đó. phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona ngoài cộng đồng, đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế khám bệnh ngay khi có triệu chứng hô hấp, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn, đặc biệt là khi hắt hơi, ho hoặc chùi mũi, che mũi miệng khi có hắt hơi và ho, vứt các khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác riêng có nắp đậy, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ, không hút thuốc lá, vệ sinh môi trường, duy trì không khí nơi ở hoặc nơi làm việc tốt nhất, tránh tiếp xúc và tụ tập ở nơi đông người, nơi không thoáng khí, hạn chế tiếp xúc trực tiếp các vật nuôi, động vật hoang dã, tiêm phòng vaccine đầy đủ. Phòng lây nhiễm viêm phổi cấp do virus corona trong bệnh viện, thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc người bệnh và các người bệnh khác tại các cơ sở điều trị người bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong đó tổ chức khu vực cách ly theo quy định sau khu vực nguy cơ cao nơi điều trị và chăm sóc người bệnh nghi ngờ hoặc chắc chắn nhiễm virus corona mới khu vực này phải có bảng màu đỏ ghi khu vực cách ly đặc biệt và hướng dẫn chi tiết treo ở lối vào có người trực gác khu vực có nguy cơ nơi có nhiều khả năng có người bệnh nhiễm virus corona mới đến khám và điều trị ban đầu như khoa hô hấp cấp cứu khám bệnh khu vực này phải có bảng hướng dẫn chi tiết treo ở lối ra vào và có ký hiệu màu vàng Người bệnh cần được cách ly điều trị tại cơ sở y tế, hạn chế tối đa biến chứng tử vong. Thời gian cách ly đến khi hết các triệu chứng lâm sàng. Người bệnh không khó thở cần sử dụng khẩu trang y tế đúng cách khi tiếp xúc với người khác để hạn chế lây truyền bệnh. Đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus corona, những người sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng tiếp xúc trong thời gian ủ bệnh 14 ngày với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới. Những người bị sốt và có các triệu chứng bệnh lý hô hấp, ho, khó thở, có mặt tại các cơ sở y tế ở các vùng dịch tễ đã xác định có các ca mắc bệnh do virus corona mới liên quan tới chăm sóc y tế hoặc tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi bị bệnh, động vật hoang dã ở các vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày, sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp và khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với trường hợp có thể hoặc khẳng định mắc bệnh do virus corona. Sử trí khi bị nhiễm virus corona, các ca bệnh nghi ngờ hoặc có thể đều phải được khám ở khu riêng tại bệnh viện được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để trần đoán xác định bệnh. Ca bệnh xác định cần nhập viện theo dõi và cách lưu hoàn toàn. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có. Bộ Y tế cho biết, xét nghiệm cận lâm sàng đối với các trường hợp nghi nhiễm virus corona mới là kỹ thuật Right Time RT-PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, phòng tránh trẻ bị ngộ độc và tai nạn do pháo vào dịp Tết sẽ là nội dung trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.